chào cả nhà. Viên uống này không phải là thuốc các bạn nhé, mà đây là một loại thực phẩm chức năng. Nó sẽ cung cấp cho cơ thể chúng ta chất glucosamine vàng, vốn là thành phần cơ bản để tạo nên sụn, dịch nhầy và xương trong cơ thể. Bọn anh em thì hôm nay là đi khá sớm, nên mua đồ sớm, mua đồ ăn trưa luôn, mua đồ ăn sáng lẫn ăn trưa luôn, chứ đi lên công trình của bé Xu á, nó trên núi rồi nè, nó đi lên đi xuống mệt lắm, nên là ra mua đồ ăn để sẵn luôn. Chứ thịt câu hồi mới đầu tới công trình á, nó tưởng là nghe con bé Xu bảo con mini nó gần lắm, gần đâu không thấy, đi xuống phục máu á. Vào mùa tháng 5 á nè, lễ hội China, biểu tượng của ngày Tết, ngày thiếu nhi á nè, là người Nhật họ sẽ trăng cái hình con cá chép á, cá côi á, bên này gọi là cá côi đó. Biểu tượng cho trẻ em á. Chuyện với anh em tí. Nói chung là hôm nay là làm sửa lại bức tường anh em. Nói chung là tường ở bên này nó, cái tường này là anh em thấy là cái tường là 20 năm rồi đó. Tí nữa mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem. Nhưng mà trước tiên thì quay cái mặt mình đã, vì mặt mình thấy hơi bị đẹp trai tí mình quay. Tường bên này nó vui lắm. Tí nữa mình sẽ quay bộ đồ với lại di rửa thôi. Tưởng nó khác hãng Việt Nam mà, nó không có dùng xương. Tiện thể đây mình nói luôn, ngay để tiện thể mình vừa quay video mà vừa cho anh em học tiếng luôn. Nè, cái giấy dán tường cái này là Kurosu nha, Kurosu này. Cái này là cái mà chét vô mà không cần xương, hay là nghĩa là cái này gọi là di rửa này. Còn cái này là bộ đồ này, bộ đồ là thật cao. Còn cái này là ba rừ này, cái móc này là ba rừ, cái này là bọc cát tà. Cần gì? Đang không cắt luôn đi. Thank you.
Vâng, anh em thì đi làm mà có gái có trai thì nó vui à. Thì nói chung là mình cũng hên đó, là mình chúng cô công ty có mấy có bé Su với lại bé Na. Nói chung bé Na thì thư ký còn khỏi nói rồi, còn bé Su thì đi công trình. Nói chung là đi làm có gái có trai nó cũng vui. Giống như nếu anh em nào mà đi qua Nhật mà chúng vào công ty như thực phẩm đồ á, có gái có trai cũng vui lắm. Chứ có trai không thì cầu cuối tuần anh em cũng chỉ có cái nhậu nhẹt thôi, chứ nó cũng vui đó, nhưng mà nó cũng hơi buồn anh em. Nói chung cuộc sống mà mình có nam có nữ như vậy, anh em thấy vì nam nam không nên mình mấy anh em mình tuần ế suốt 3 năm. Vâng, anh em thì anh em cũng thấy là hai đứa vô công trình mà vô ngồi buồn buồn quá. Nói chung là trong công trình này là toàn là người già nên đã hơi buồn, cái ngồi nghịch bị sếp la gì đâu. Thì nói chung là sếp nó cũng kêu bây giờ im lặng, chứ không là mấy người già trong này nó họ đang dưỡng bệnh đó anh em. Cái có công trình viện dưỡng lão mà. Nói chung hai đứa ngồi nghịch chém gió, cầm giấy viết chém nhau, bị sếp bảo im lặng, chứ không là người già, ảnh hưởng đến người già. Dải sakura, mưa sakura mà. Chúng mày anh em cũng thấy là cái cây hoa như này nó rơi, nó đập xuống á, được gió nó thổi bay rồi. Ông người Nhật ông báo là cái này gọi là yuki sakura, kiểu là giống tuyết rồi này. Khi mấy anh em mà xem vlog của mình á thì lại thấy là bảo là mình làm nhiều nghề, thì thực sự ra mình làm rất nhiều nghề. Làm nhiều nghề kinh khủng luôn, không nghĩ là mình làm được nhiều nghề như vậy luôn á. Bây giờ lột hết đống giấy dán tường này ra rồi phải sửa lại. Mình không biết giấy dán tường bên này nó rã hay không, mà nhìn thấy nhà nào nhà nấy cũng muốn sửa lại gì giấy dán tường à.
Mình nghe bảo là một mét vuông mét giấy bên này nó khoảng từ 800 yên. 800 yên. 800 yên là 160 ngàn một mét vuông, một mét giấy.